ngay nè. Có chín nha các bạn. Mưa thuận hôm qua đây nghỉ mưa, bên đây mưa tiếp. Anh áo đen, anh áo đen là chưa chốt được đơn rồi. Hai vợ chồng bằng đồ tối gặp kia không? Người thì sạch sở người. Hả? Chưa chín nha các bạn. Qua nói là tới hai ngày mới chín mà. Hai ngày hả? Ừ, tới hai ngày mới chín mà đây mất một ngày à. Đang để coi thử cái chuồng bò chín không, chuồng bò chín đó các bạn, coi thử cái cơm cái mùa nghịch này như thế nào các mọi người. Mấy đêm mình quay video và chia sẻ nhiều cô chú biết là có chuồng bò đặc đúng không, nhưng mà chưa chín nha các bạn. Cơm nó kiểu cơm cha màu sữa mọi người. Phôm nhẹ. Sắp lên đẹp đúng không? Chốt đơn. Tròn ghê ha. Ba cái lựa chọn những cái clip nào đúng hay không đúng, được hay không được, chứ không phải là ưng đang cái kiểu gì đang đâu. Dạ. Như mà anh không kéo quần liên tục đó là em đâu dính đang mấy cái đoạn đó đâu. Lâu lắm rồi mới coi khui cái sầu chuồng bò này. Chuồng bò có tôi rồi. Phải là ông chủ cố tình chơi vậy. À, kéo dài. Địa chỉ quen thuộc nha các bạn, 510 các bạn đến phường 10 quận 3. Không được luôn hả? Trời ơi. Tôi chọn chuồng bò không được luôn. Ồ. Không được, đi ra một bên cho chút vô thôi. Ok, phải chạy luôn kìa. Dao đỏ còn dao xanh thì khác nữa rồi. Ồ, dao xanh là để tôi ri sáo rồi. Không ra luôn, chưa chín hả? Rồi. Nghĩ chưa chín nó mới không ra chứ còn chín rồi thì ra nó chứ.
hơi cực nha các bạn. Cái cơm nó cơm sữa trâu riêng chuồng bò, trâu riêng chuồng bò 160.000 một ký, cơm sữa vỏ mỏng muối nhiều. Cơm nhiều quá, bên kia một hộp nhỏ rồi kìa, 4 lạng mấy rồi. Cái này là bự nhất. Ôi dạ, đẹp chùi bò nó vậy chứ vậy thôi, màu mới vậy. Không có bàn cơm sữa nha mọi người. Nhiều người hỏi Thanh Trúc sao rồi sẽ Hiếu Nghĩa. Hiếu Nghĩa là hai quý tử nha các bạn. Trời mưa rồi, lại hết mưa. Mưa quá anh chị thử mưa ra. Đi nghe qua thấy mùi sầu riêng thơm quá đúng không? Ăn rồi nha, quay lại. À vậy hả? Ông đòi ra đi mua đó. Ông đòi ra đi mua hả? Mua ra đó. Đợi mua ra luôn. Đừng tính giá nó giữa bên ngoài. Đăng mà. Đủ nước không? Đăng. Thôi được rồi. Vàng ghê. Thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa đi. Ôi quá, lô này ngon quá trời luôn. Mình quá ha. Cái này sắp người ta này ok đó. Có vỏ. Ôi ơi, cơm vàng. Nó định. Con. Ghê vậy, đó chị kêu ghê, ghê vậy nè. Vàng mình hả? Thêm một trái nữa. Trời mưa trời gió, tóc sắc đó đi đôm. Chạy về ăn cơm chạy ra mất đó. Hỏi thằng chặn chó cái đó của tôi đâu. Hỏi thằng chặn trâu là tôi đâu có biết. Chưa có chín ha. Được, rất mã thôi nó. Bạn muốn ăn chuồng bò mà chưa có chín nha quý vị.
Đó trời thanh chút nữa lát nữa chắc lát nữa cái chính á. Lắc đi lắc đi đừng ngại ngùng. Chuồng bò Thái ri sáo. À em có trăm mấy ký đơn lẻ chứ không có bò sỉ thôi. Này giá cao lắm anh ơi, bán lẻ 160 rồi bỏ anh như vậy. Không nổi đâu. Thái em lấy anh chị nhập rồi Thái nuôi hết ngon rồi đâu nhập nó có cho đi mà đi cũng mắc quá. Tâm vừa tụi mình lên. Trời ơi, tâm chắc anh không được đâu, nhất 100 đâu có nổi đâu. Dạ ráo kìa. Đâu? Ở đâu? Để bật máy hả? Đưa bật máy. Anh đang trên YouTube chơi vậy. Đang nhận cái show ổng cho nên là phải. Trời ơi, tôm vàng dữ không? Không à, sầu riêng riêng miền Tây trái vụ cơm vàng kia luôn. Quá bén luôn. Đuôi sầu riêng nước kéo luôn mặt. Mã nó như kia rồi. Tao đưa ăn đi. Thanh nói là Thanh không được đứng được, không được cái ngồi để cuốn sầu riêng, phải đứng cuốn sầu riêng tôi. Đúng rồi, mấy thằng Long cứ cứ dày tiếng ác cho tôi không chết. Đứng tập cho nó quen. Nó cười kìa, nó cười kìa. Đó, u lâu mà. Hả? Về bộ ra thì. Đồng nhớ khách quen luôn ta. Khách quen cho thấy chị mua biết cao như vậy. Mua quá. Từ 4-15 cho đến tới 5-10. Tại vì cái này nó xấu quá. Cái nào thấp hơn là tính tiền hả chị? Thấp hơn tính tiền cho chị nha, ok nha. Ok. Đưa 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 cái hộp tụi mình bên chai vậy. Bị cái vỏ hoài sao? Giờ chú không coi chứ. Trên VT33 nó có đăng á, đăng VT37 30 giây cũng có. Lửa cái nó ngon, đừng nghe đại ca. Ngon chứ. 1.5 cái nha. Tại con bé nó thích ăn sầu riêng đây. Nó nói sầu riêng đây ngon. Mẹ lớn vậy đúng.
nó lớn rồi, nó 21 tuổi mà tại vì cô hay dùng nó từ con bé. Dạ. Nó học đại học năm thứ tư rồi. Nó đại học tự đi ăn, tự kiếm ăn chứ. Mưa. Nó chưa có làm ra tiền. Đấy hả? Mình phải phục vụ. Tự đi mua chứ. Nó chưa có làm ra tiền. Dạ thì ý là tự đi mua á mà. Ớt mưa. Cái đó là một đứa gái là ăn là ăn không hết đâu, nhiều lắm á. Nó luôn á, chưa có ăn cơm luôn á. Khách này trả lời khách, mấy bạn này không có coi YouTube rồi. Này là mấy bạn này không có coi YouTube của mấy anh em mình rồi. Chứ nếu mà cập nhật thường xuyên là nè 615. Ok. Cái kia khoảng nha. Ok. Anh ở bên kia lâu chưa? Em trước anh thấy mà em chưa, giờ em còn có thể ra mua. Chưa có mua, chưa tới trực tiếp đúng không? Này chuyển qua đây là tính đây là 3 tháng rồi chứ. Thì bên đây bằng 3 tháng nè. Ngày 1 tháng 8. Đây là cái này có mã 615. Bóng à. Năm học đều riết. Ông đã chụp hình Thanh chút nữa đưa lên trên ai của Zalo chỉnh lại, đưa râu riêu vô.